chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 22 tháng 6 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện Tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Đồng chí Trần Trung Hiếu giữ chức bí thư huyện ủy Phú Thiện. Giá sầu riêng tăng cao, nông dân cẩn trọng chờ chốt hợp đồng. Pleiku cấp 2.766 cây giống trồng phân tán cho 11 xã phường. Yapa còn hơn 2.000 hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện công tác công an tại Gia Lai. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng 7 tập thể cá nhân về cuộc vận động 50. Báo Gia Lai ra mắt chuyên trang chuyển động trẻ. 57 thiếu nhi hoàn thành chương trình học làm chiến sĩ công an. Krông Ba tiếp nhận 376 đơn vị máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chiều ngày 21 tháng 6, tại huyện ủy Phú Thiện, Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Ra Lăng Chung chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Phú Thiện. Theo đó, tại quyết định số 1268 QĐTU ngày 20 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động chỉ định đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy giữ chức Bí thư huyện ủy Phú Thiện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Trung Hiếu có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhận cho Ban Nội chính tỉnh ủy để nhận nhiệm vụ tại huyện ủy Phú Thiện kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024. Phó Bí thư tỉnh ủy Ra Lăng Chung đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư huyện ủy Phú Thiện. Phó Bí thư tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao phẩm chất chính trị, trình độ năng lực công tác của đồng chí Hiếu trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn ở vị trí công tác mới, đồng chí Hiếu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng chí đi trước, chủ động nghiên cứu kỹ địa bàn, các mối quan hệ công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phát huy tính tiền phong, gương mẫu và là trung tâm của sự đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh. Thời gian gần đây, rất nhiều thương lái từ các tỉnh đổ về Gia Lai tìm mua sầu riêng. Họ sẵn sàng trả giá cao, đặt cọc để mua sầu riêng khi chỉ còn chừng nửa tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch rộ. Ở những vườn lớn, các doanh nghiệp vào tận nơi ký hợp đồng thu mua với những điều khoản chặt chẽ, có lợi cho cả hai bên. Nhiều vườn có sản lượng ít, các thương lái cũng vào chốt giá, nhưng việc bố trí nhân công các không thuận lợi nên người dân còn chưa ký hợp đồng. Vụ thu hoạch sầu riêng ở Gia Lai đến sớm hơn tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, hiện nay một số thương lái từ các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và miền Tây bắt đầu đổ về các vùng trồng sầu riêng ở huyện Chư Prong, Gia Rai, Chư Bả để chào giá. Dù mức giá các thương lái đưa ra khá cao, song nhiều nhà vườn có kinh nghiệm vẫn đang tiếp tục nghe ngóng và chờ gần đến khi thu hoạch mới chốt. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 5.689 hectare sầu riêng, tập trung tại các huyện Chư Prong, Chư Sê, Gia Rai, Chư Bả, Chư Pứ, Đức Cơ, Đắk Đoa, Mang Giang. Sản lượng sầu riêng năm 2023 đạt khoảng 44.150 tấn. Hiện toàn tỉnh đã được cấp 54 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích 1.289,67 hectare. Phòng Kinh tế thành phố Pleiku đã tổ chức cấp 2.766 cây giống trồng phân tán năm 2024 cho các xã phường Trà Bá, Chi Lăng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Gia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa, Diên Phú, Gào, An Phú và Chư Á. Theo đó, trong tổng số 2.766 cây giống phân tán được cấp, có 1.000 cây dậu rái, 1.000 cây giáng hương và 766 cây thông ba lá. Cây giống đạt yêu cầu về chất lượng, đảm bảo khả năng sinh trưởng tốt và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực được cấp. Sau khi nhận cây giống, Ủy ban Nhân dân các xã phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách bảo quản cây con, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai trồng trước ngày 25 tháng 6. Đồng thời quan tâm chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây sau khi trồng sống với tỷ lệ cao. Huyện Yapa có 40 làng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 75,38% dân số. Những năm qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực để từng bước nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2019-2024, huyện đã cấp phát thẻ bảo hiểm y tế 23.193 người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng. Đến nay, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Gia Tuân và Gia Mơ Rơn. Xã Kim Tân đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo không ngừng được kéo giảm.
Năm 2019, toàn huyện có 2.640 hộ nghèo, chiếm 20,74%, trong đó có 2.288 hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, chiếm 86,66% tổng hộ nghèo. Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 2.174 hộ nghèo, chiếm 15,26%, trong đó có 2.024 hộ nghèo người dân tộc thiểu số, chiếm 19,87% tổng số hộ nghèo. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư đã thông qua quyết tâm thư và bầu đoàn đại biểu gồm 12 người đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ tư. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Trong 6 tháng đầu năm, Công an Gia Lai đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ thị của lãnh đạo Bộ Công an. Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành 551 văn bản, Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 2.200 văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 8 văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Về thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2024, Công an tỉnh đã hoàn thành 49 trên 77 chỉ tiêu, đạt tiến độ 63,6%, trong đó vượt 14 chỉ tiêu, đạt 35 chỉ tiêu. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như tội phạm hình sự giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2023, công tác điều tra xử lý án đảm bảo không để oan sai. Kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Mai Xuân Thảo ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Công an Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2024. Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an Gia Lai tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn công tác đã nêu ra trong đợt kiểm tra này để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Bộ Công an đã giao. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, cuộc vận động 50 giai đoạn 2019-2024. Cuộc vận động 50 đã khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả to lớn trong thực hành tiết kiệm với nhiều nội dung hình thức mới, góp phần quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo hệ số kỹ thuật cao đối với các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Dịp này, Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 50. Đồng thời, Ban chỉ đạo đã phát động phong trào tiếp tục thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2025-2029 trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhằm thu hút và phục vụ cho đối tượng độc giả trẻ tuổi, chiều ngày 21 tháng 6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024, Báo Gia Lai chính thức ra mắt chuyên trang Chuyển động trẻ. Với 8 chuyên mục chính được trình bày bằng hình thức đẹp mắt trẻ trung, chuyên trang Chuyển động trẻ sẽ là điểm hẹn của giới trẻ khi tập trung nhiều sản phẩm báo chí chất lượng, bảo đảm tính nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng phù hợp với thị hiếu nhu cầu. Đồng thời, đây cũng là nơi góp phần định hướng thông tin cho giới trẻ giữa sự bủa vây của dòng thông tin mạng bát nháo không chính thống. Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà báo Huỳnh Kiên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng chuyên trang dành cho giới trẻ là chủ trương được Đảng ủy, Ban biên tập Báo Gia Lai thống nhất triển khai từ sớm nhằm hướng đến nội dung dành cho giới trẻ. Để nội dung của chuyên trang phong phú, sinh động, bắt kịp dòng thông tin mà giới trẻ quan tâm, thì đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Gia Lai cũng cần đổi mới tư duy, cách tác nghiệp và thể hiện tác phẩm. Hy vọng là chuyên trang sẽ nhận được sự quan tâm, đồng hành của độc giả gần xa và góp phần tăng thêm chất lượng cho Báo Gia Lai. Ngày 21 tháng 6, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, Nhà thiếu nhi thành phố Pleiku bế mạc chương trình Học làm Chiến sĩ Công an lần thứ 3 năm 2024. Chương trình Học làm Chiến sĩ Công an được tổ chức từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 với sự tham gia của 57 thiếu nhi. Các chiến sĩ nhí tham gia sinh hoạt, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh. Trong chương trình, các chiến sĩ công an nhí được tìm hiểu về lực lượng công an nhân dân, học và thực hiện đội hình đội ngũ, tìm hiểu các quy định về luật giao thông đường bộ và an toàn giao thông học đường,
Đồng thời, các thiếu nhi còn được hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng dập tắt đám cháy nhỏ. Các em còn được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, tài năng chiến sĩ, thi dân vũ. Với hành trình trải nghiệm Tôi yêu Tổ quốc tôi, các thiếu nhi đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tham quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và tặng quà cho thiếu nhi khó khăn của huyện Đức Cơ. Ngày 20 tháng 6, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Krông Ba phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Kết thúc buổi hiến máu, ban tổ chức đã thu nhận được 376 đơn vị máu đạt chất lượng và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh. Huyện Krông Ba là một trong những địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện nổi bật của tỉnh, với lượng máu tiếp nhận luôn tăng theo các năm và luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả đạt được trong việc hiến máu tình nguyện là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 23 tháng 6.